vậy. Quá tai mấy cô luôn rồi. Không thích cái mảng cầu này nữa các bạn. Cũng bừng cháy chưa cháy luôn hả? Quá dữ luôn. Ủa xe độc lạ. Quá nè. Dạ. Bên đây là mắm cá sặc. Hút chua. Dạ. Mấy chua cái keo hồng hồng đó. Mấy cái keo hồng hồng này hút chua hả cô? Dạ. Một thao cò luôn. Bên này con cò phải không chị? Dạ. Đây cá rô biển. Đầu bự nè các bạn. Quá trời bự luôn. Ồ. Cá ngán nữa. Cái gô này trong vuông ha chị? Chỉ xong luôn ha. Dạ. Ồ. Như cái này là mình bán được nhiêu ký đây chị? Cái này bán được cá nhỏ có 60. Dạ. Cá bự thì 100. Dạ mặn. Rồi đây là bánh cam ngọt. Bánh cam ngọt bự cho bả luôn. Bánh còng nữa. Bánh còng cũng ngon. Bánh còng cũng ngon. Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Các bạn thân mến, hiện tại là em đang có mặt ngay tại thị trấn An Biên của tỉnh Kiên Giang các bạn. Ở đây là thuộc thị trấn thứ 3 của tỉnh An Biên. Chỗ em đang đứng đây là cây cầu thứ 3. Đó. Cầu thứ 3 này được bắc qua con sông Xẻo Rô. Đó, hay còn gọi là kênh Xẻo Rô đó các bạn. Cái con sông Xẻo Rô hướng màn hình cô chú anh chị các bạn là đi về hướng chợ Tắc Cậu và thông qua sông Cái Lớn, sông Cái Bé đó các bạn. Hướng ngược lại là đi về các thứ của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Thì ở đây là sẽ đi về tới thứ 11 luôn. Còn đi thẳng nữa là sẽ đi về thị trấn Thới Bình của tỉnh Cà Mau luôn các bạn. Kênh Xẻo Rô là một trong những con kênh đường thủy rất là quan trọng ở vùng miệt thứ. Trong video ngày hôm nay thì em mời cô chú anh chị mình cùng đi tham quan chợ thứ 3 với em nha. Bây giờ mình đi qua chiếc cầu này là sẽ đi về chợ thứ 3 các bạn. Đi xuống cầu thì mình sẽ đi rẽ phải đi về chợ thứ 3 khoảng vài trăm mét nữa thôi. Đây là cây cầu treo thứ 3. Bây giờ em sẽ đi xuống chiếc cầu này. Trên cầu này mình đi ngược lại là sẽ đi qua các cái vùng nông thôn của huyện An Biên. Bên đó thì có cái trường học cấp 2 nữa các bạn.
Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn cùng đi về chợ An Biên nha. Mình từ chiếc cầu treo thứ ba đi về chợ An Biên khoảng chừng 500 mét đổ lại rồi các bạn. Ngày trước thì cầu thứ ba là cầu treo, nhưng mà bây giờ là không có còn cầu treo nữa. Mình qua chiếc cầu phía trước là sẽ tới chợ An Biên rồi, chợ thứ ba. Thị trấn thứ ba là một trung tâm hành chính của huyện An Biên luôn. Còn các thứ còn lại là chủ yếu là các cái thị trấn. Cái đường em đang đi đó là đường quốc lộ 63 nha. Mình đi hướng này là đi về các thứ luôn, đến thứ 11 của huyện An Biên. Phía bên trái đây là chợ An Biên nè các bạn, đây khu nhà lồng chính của chợ An Biên đó. Ở đây thì cũng có khu chợ ruộng nữa, nơi mà bà con cô bác bán những cái mặt hàng mà được nuôi trồng tự sản xuất ở trong vườn mang ra. Thì phía đó người miền Tây mình hay gọi là khu chợ Chầm Hởm đó các bạn. Thì mình sẽ đi thẳng qua đây nha, thẳng qua đây có đường rẽ trái vô chợ. Con đường này mình đi thẳng là đi về tới thứ 11 luôn, rồi đi thẳng nữa là sẽ về Cà Mau luôn, về thị trấn Thới Bình của Cà Mau. Rồi mình rẽ trái là vô đây nè các bạn. Rồi bây giờ em sẽ đi gửi xe nha, sau đó sẽ đi bộ từ ngoài mặt lộ này mình đi vô, quay cho cô chú anh chị mình xem. Khu trong đây gọi là đường vô khu chợ nông sản. Đây buổi sáng bà con dạ. Bây giờ thì em mời cô chú mình cùng đi theo cái con đường phía trong này, mình đi vô khu chợ nông sản của chợ thứ ba An Biên nha. Ngay cái đường em đang đứng đây là cặp con kênh sông Sẻo Rô. Thì cái đường này là đường nội ô của thị trấn thứ ba, còn mình đi xuyên qua con đường này là con đường quốc lộ 63. Đường này đường mới, sau này nó tránh đi ngang thị trấn đó các bạn. Bây giờ là cũng gần 8 giờ rồi, chợ thị trấn thì mình đi vô chợ trễ hơn những cái khu chợ khác. Ở đây là cái con đường đi vô, hai bên thì bán cũng rất là nhiều hải sản, rồi đặc biệt là hải sản bán hai bên con đường này nhiều lắm các bạn. Đây phía trước có mấy chị bán gạo, bán rau củ rồi nè. Bên đây thì có mấy cái xe trái cây. Mình đi ra tuốt phía sau khoảng mấy trăm mét là mới tới cái khu chợ nông sản phía sau. Còn ở đây là chủ yếu là bà con bán hai bên đường. Dạ. Đây cô bán cá bự. Chị bán mặn ha, nguyên xe mặn luôn. Dạ. Mặn có 10.000 ký à. Mặn có 10.000 ký à chị. Ôi quá trời. Nay vô mùa mà rẻ dữ vậy chị. Dạ. 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 Cái này mình lấy ở dưới ở đâu chị? Cần Thơ hả? Không ngốt. Dạ. Quá trời mặn luôn rồi. Rồi em cảm ơn chị nha. Đây, nguyên xe mặn luôn nè các bạn. Đây có xài nè. Quay cô bán cá cho bà con mua ủng hộ cô à.
cá bự quá trời luôn á cô. Con này gọi là con cá dầu đếm hả cô? Dầu đếm nè. Quá cho bự luôn. Chợ 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 ngày con quay một ngày. Dạ tại chợ người ta chỉ bán buổi sáng không mà quay khoảng tới 10 giờ là người ta bán xong rồi. Dạ hôm nay là thứ sáu nha các bạn. Dạ. Buổi sáng bên hông đây có cái vỉa hè bà con sáng đây ngồi uống cà phê với ăn sáng đây. Cặp bên hông đây là có cái cửa hàng xe máy Honda. À, bây giờ em đi vô nha. Cảm ơn nha cô. Con này là cá dầu sông bình thường đó không con? Dạ. Phi. Khu này gọi là khu chợ chạy đó các bạn. Khu trong kia mới là khu chợ chính thức ha. À, mà ở đây thì mua cá biển đồ tươi ở đây nhiều lắm. Cá ghe mới vô luôn. Cá đổng. Con này mua về làm khô ngon nè. Đây mọi người bán có cái xe. Cái xe này giống như là một cái siêu thị mini vậy đó các bạn. Dạ em quay phim cảnh chợ. Dạ. Em tưởng đâu đi quay lấn chiếm lòng ngoài đường chứ. Chợ này vui lắm yên tâm đi. Bán lắm. Đây bán cá biển nữa nè. Đối diện bên kia là cái quầy bán rất là nhiều hải sản luôn nè các bạn. Mấy con sò rồi ốc luôn nè. Rất là nhiều luôn. Sò lông. Con này hình như là con sò gì quên nè. Rất là nhiều sò cho nên đôi khi em quên bất chợt các bạn. Sò huyết đồ đầy đủ luôn. Đây mấy xe trái cây rồi quá trời luôn. Vô mua mận rồi. Dạ. Mận 10.000 ký luôn, mận thái cũng 10.000. Bán đây vui quá mấy con. Dạ. Hỏi nữa nè. Xài. Cái xài này gọi là xài Đài Loan hả chị? 10.000 ký rồi các bạn. Như nay là vô mùa xài hay sao á? Dạ. Thường là qua Tết mà vừa dứt mùa vú sữa là tới mùa xài đó các bạn. Em cảm ơn nha chị. Cái này bán khóm nữa nè. Dòm rồi đây nguyên một xe sò lụa luôn. Giờ mới nhớ ra là con này là con sò lụa nè các bạn. Sò lụa, sò huyết. Đâu chị? À, ốc mỡ, ốc mỡ ở đây hả? Ốc mỡ hết rồi.
Ở ngoài Bình Thuận á, hôm bữa em đi cũng gặp một loại ốc nhảy nữa. Đây con sò lụa nè các bạn. Nhìn nó cái dân rất là đẹp luôn. À, mình đi ra phía sau nha, khúc này thì thoáng rồi. Ra phía sau thì bà con bán đông hơn. Ở bên đây là chủ yếu là mấy xe đẩy bán hai bên thôi. Chợ thị trấn nhưng mà em thấy cũng không có đông lắm. Đây là cũng là trung tâm hành chính của huyện An Biên luôn. Bên đây là cái con đường rẽ vô vô bên hông chợ nữa nè. Trong đây có bách hóa xanh rồi. Đây đi vô tới đây là cái khu bên hông nhà lồng của chợ nông sản nè các bạn. Đây phía trước đây là nhà lồng chợ nông sản thứ ba An Biên. Phía dưới này thì bà con đi chợ đông hơn ha. Đó, bên đây khu nhà lồng. Đây có cô bán bánh bông lan đồ buổi sáng nè. Bên đây là đi vô trong nhà lồng. Bánh này là bánh gì vậy cô? Dạ, bánh thửng. Dạ, bánh thửng ngày xưa đấy hả cô? Dạ. Cô lấy cho con cái bánh thửng này đi cô. Quay lát mà trả tiền quay cho tao. Trả tiền diễn viên hả cô? Trả cát xê cho cô bao nhiêu đây? Lấy cho con cái bánh thửng đi cô. Lâu lắm rồi mới thấy bánh thửng. Đây bán cho bà cung cung quay lâu quá. Nãy giờ quay rồi mày đưa tao lên để cái máy luôn. đưa lên về nước ngoài vậy. Dạ đưa đi nước ngoài luôn. Cô chịu đi nước ngoài không? Có cháu đi đó, đi đó à? Dạ. Ai có một cháu đi lại đi rồi thôi con. Đừng có đưa đi Trung Quốc được kìa. Đừng đưa đi Trung Quốc được hả? Đưa đi Campuchia được không cô? Thôi qua Campuchia không thấy đâu. Đây cô bán cơm rượu nè các bạn. Cảm ơn nha cô. Dạ cho cô hay đâu có tự nhiên. Bên đây là mình đi vô khu nhà lồng nè, trong đây bán cũng những cái sạp thịt rồi cá rau củ rồi trong đây. Nhưng mà em đi thẳng với đây luôn, mình vô cái khu chợ ruộng trước nha. Đó. Đây bán trái cây nữa nè. Đây có mấy cô bán bánh cam. Cô bán bánh bò nữa. Bánh bò khoai mì nữa. Cái mâm khoai mì của cô quá hấp dẫn luôn. Khoai mì này mình làm nhà luôn hả cô? Nhà không à. Dạ. Ồ, quá là ngon luôn nè. Chớ ra ba là còn kinh luôn đó. Ba là còn kinh còn bằng bánh không anh? Dạ. Còn kinh không? À. Đi chớ ra ngon. Bên đây là bánh cam nè. Dạ. Bánh cam mặn bao nhiêu một cái vậy cô? Lấy cho con hai cái bánh cam mặn đi cô. Cam mặn. Rồi đây là bánh cam ngọt. Bánh cam ngọt bự chà bá luôn. Bánh còng nữa.
chồng nữa con. Chồng phụ con. 30 à. Của con bao nhiêu cô? Này là cô tự làm hết luôn hả? Làm hết. Dạ. Quá ngon luôn. Mấy cô ở chợ ăn bia này khéo tay quá. Con cảm ơn cô nha. Dạ. Bên đây có mấy cô bán gà phục dịch, bán bắp nữa. Tới đây là một cái ngã tư, cũng có một cái nhánh rẽ bên trái, rẽ phải cũng có luôn. Bên đây là những cái cửa hàng bán đồ nhựa, đồ nội thất, đồ dụng cụ nhà bếp gia đình đó các bạn. Rổ, thao, chén, son, nồi. Đây chị bán ổi, trái cây nữa nè. Trời ơi, có cái thao muối ớt nữa, quá hấp dẫn. Đây nè các bạn, nhìn cái thao muối ớt đó chị quá thèm luôn nè. Đây là chị cách chị dụ người ta đó. Em cảm ơn nha chị. Bên đây cũng cái con đường vô, trong đây là bà con cũng ngồi bán trong đây nè các bạn. Bây giờ em đi bên ngoài trước nha, đi một đoạn nữa là tới khu vô chợ ruộng phía sau. Chú ở đây có mấy chú chạy xe ôm nè. Sáng giờ chạy đỡ không chú? Đây quán cà phê, mọi người uống cà phê đây cũng nhiều lắm. Chạy xe hay đi chợ chú? Dạ, sáng giờ có khúc nào chưa chú? Dạ, sao chợ thấy cũng ít người đi quá ha. Dạ. Chị ở đây là chợ, chở mấy cô đi chợ. Dạ. 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 Em cảm ơn nha. Đây tới đây là cái con đường quốc lộ 13, đường tránh của thị trấn An Biên á. Đây có mấy cô bán đồ giường ngồi đây nè. Đó. Dạ tại con không có nhà ở đây á cô, mua cái này không có chế biến được. Ăn bờ ăn quá cũng định không à. Dạ đúng rồi. Ăn bờ cũng bụi không mà mấy cô ơi. Bụi không à. Dạ. Tại chú này nói nha, chú nói là nó leo quá. Dạ. Ăn quá cũng định à. Dạ. Bụi bụi không có chỗ nào sắp xếp cho dân bụi bán hết trơn á. Dạ. Con thấy mấy cô ngồi phía sau được mà. Bụi rồi em ấy dạ. Nó lấy chỗ mà xích vô trọng á, nó cho mà tâm hướng bán hết trơn rồi. Dạ. Tâm hướng bán hết trơn rồi. Dạ. Còn dân cuộn á, bưng bại một thao hai thao nè, chạy lên chạy xuống như nè. Ngồi ở đây dạ. Nó đuổi đi kia đuổi nó đạn. Con thấy ở dưới cái cùng trống rồi cô. Ở đó cũng ta đuổi nữa. Dạ hả? Kì vậy? Dạ. Dạ. Ta có đem đi ba mướn cho mấy người cho bạn hàng. Dạ. Mướn hết rồi. Đây cô bán rau. Đây cô bán rau nhân lòng nha. Lá cách. Lòng cái này lá cách. Dạ. Có muốn. Dạ. Cực muốn chết rồi chú ơi. Dạ. Không có tạo mà ăn nữa. Đi bán gì đó. Dạ. Bán gì đó. Dạ. Mấy cô là người đồng bào Khmer ha. Đồng bào Khmer. Dạ. Khmer An Biên á. Dạ. Còn cái keo này là keo gì vậy cô? Rượu hả? Nước. Nước hả? Tưới vậy nè nó cực lắm. À, con tưởng đâu cô đi bán rượu nữa chứ. Trời ơi, chết rồi, chết rồi tôi rồi. Không biết uống rượu mà bán rượu nữa là chết rồi. Chết rồi. Uống rượu vô trong lòng đấy luôn á.
Trời ơi, nó đuổi bưng lên bưng xuống thật. Dạ. Tiền này dạ. Không có gạo mà ăn. Ở nhà không có gạo ăn nữa. Ở nhà mình có làm ruộng gì không cô? Không, nó trồng có đất một chủng là trồng rau rồi. Dạ. Bán mà bán cực vậy nè, đuổi lên đuổi xuống. Dạ. Bà con mình cũng khó khăn quá ha. Khó khăn dạ. Lắm chú ơi. Dạ, con cảm ơn mấy cô nha. Chúc mấy cô bán đất về sớm nha cô. Dạ. Dạ. Bên đây cô này bán cá lồng tông nè. Cô này thì có cái mâm. Cái mâm cái cô bưng đi vòng vòng vậy đó. Dạ. Đó, bên đây mấy cô cũng ngồi ở đây bán luôn. Cô này thì có cái mâm bánh bánh tiêu, bánh cháo quẩy. Dạ, phía đây là quốc lộ 13. Cái con đường này là để tránh đi ngang thị trấn đó các bạn. Mình đi ngang thị trấn cũng được, nhưng mà chủ yếu là xe lớn người ta né thị trấn thôi. Còn xe máy thì mình đi thẳng vẫn được nha. Đi vô thị trấn đi ngang về Gạch Giá hoặc là đi ngược lại về Cà Mau hoặc thứ 11 cũng được luôn. Cái khu bên đây là khu chợ ruộng nè, mà mấy cô nói giờ không có chỗ bán nữa, không biết sao nha. Đây có mấy cô bán đồ vườn ngồi ở đây nữa nè các bạn. Ở đây có chuột đồng. Ở đây có cô bán con gắn nữa nè. Cô, con này con gắn hay gì vậy cô? Cho con xin quay gắn cái nha. Gắn này gắn gì cơ cô? Gắn lãi. Gắn lãi hả? Dạ. Bên đây là con cò ha. Sao chữa chị? Đây chị bào ra muống nè. Cá sặc nữa. Quá trời ngon luôn. Ê, không quay cái nói này chứ. Dạ. Cái nón đẹp mà chị. Cái nón này với tôi mấy tỷ quá. Rồi rồi. 6 tỷ hả? Dạ em trả 5 tỷ rưỡi rồi, bán không? Ủa cái này giống rau dưa hấu á chị? Hả? Này dưa hấu á vậy? Rau cốc, cốc. Rau cốc hả? Dạ. Em tưởng đâu cái lá dưa hấu không à. Rau cốc. Dạ. Nấu canh ngọt luôn ha. Cục vàng luôn. Vậy là nó giống tầng ngô. Dạ. Nó ngon hơn tầng ngô. Ngon hơn luôn. Ngô là trồng, còn cái này là có thiên nhiên. Thiên nhiên ha. Nó mặc theo dạ. Ở nhìn nó cũng tựa tựa tầng ngô. Bên đây là gao đắng đất nè các bạn. Đây là gao đắng đất nha, nguyên một thao luôn. Gao đó à. Phải ghê. Em cảm ơn nha chị. Cái gao gì vậy? Cái gao đó gao gì? Cái bù ngót. Cải trời. Cải trời. Cải trời. Hồi đó tao nghe cải cha cải mẹ chứ tao không nghe cải trời. Cải cha cải mẹ luôn à. Cải trời là mệt đó chị. Cải trời là mệt. Đang tao nghe. Bên đây có mấy cô bán cá đồng, cá rô. Đây cá rô đồng nè các bạn. Cá rô, cá chốt. Ở đây sao ít người đi hả mấy chị? Dạ. Vậy đâu mà. Dạ. Chủ nhật thứ bảy thì đông hơn không chị? Bữa đông, bữa không. Dạ. Dạ. Chợ trung tâm của huyện mà cũng vắng quá ha. Dạ. Qua Tết đi Bình Dương hết trơn hả? Thì chị bán cá rô đồng nè các bạn. Đó. Cái rô này trong vuông ha chị? Dưới sông luôn ha. Dạ. Ồ. Như cái này là mình bán được nhiêu ký đây chị? Cái này hả thì cá nhỏ có 60 à. Dạ. Cá bự thì 100. Dạ. Như cái này là 60 ha. 60. Dạ. Cá đồng, mùa này cũng còn cá đồng nữa đâu bạn. Cái này mình
sông là có hoài. Vậy đó hả chị? Sông mình đó. Chăn lưới. Chăn lưới. Dạ. Sông Sẻo Rô luôn. Sông nhỏ nhỏ ở đây. Dạ. À, rồi em cảm ơn chị nha. Quá trời cá luôn. Đây cá sặc. Rau, rau đắng. Chợ này hôm nay mấy cô bán rau đắng nhiều lắm. Đây có tôm nè, cá đói nữa nè. Chào mấy chị, mấy cô. Ở đây có rau đắng nè. Dạ, ở đây cũng có rau đắng nữa nè. Gà này là rau cóc. Dạ. Hôm nay xuống chợ này cũng mới biết rau này rau cóc luôn á. Dạ. Rau đắng này mùa này quá thì tốt luôn nào các bạn ơi. Mua cá lóc về nấu cháo rau đắng ha. Đó, xong cái nấu cháo mình mua nấm mình bỏ vô luôn. Dạ. Cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Bên đây là mấy chị bán cá đồng, cá trê, cá chốt mấy chị làm sẵn hết trơn rồi. Rồi cá bóng tượng nữa. Rồi đây có con cua biển nữa nè. Cua biển mình bắt ở ngoài hay là trong vuông mà có con hả mấy chị? Ở ngoài. Dạ. Ồ. Cá ngát nữa. Cảm ơn chị nha. Bên đây là vô khu phía sau bờ kè, phía sau mấy cô bán bờ kè cũng nhiều lắm. Nhưng người đi thì ít các bạn. Bên đây có cái quầy sò ốc đồ, cô bán nhiều loại ốc nè. Sò lụa rồi sò lông. Cô ơi cho con hỏi con sò này sò gì vậy cô? À con dòm, đúng rồi. Con dòm mà lâu lâu quên hoài rồi các bạn. Dạ. Dạ dạ. Nhiều con quá, lâu lâu con cũng hay quên. Ở phía sau đây cũng có cái quán nước, rồi cũng có bán cơm buổi sáng nè, bán hủ tiếu nữa. Ở ra phía đây là cái khu bờ kè nè các bạn. Đó. Phía sau là bãi giữ xe ha. Đây mấy chị bán cá đồ. Ở đây mình thấy được có người đi lai gai. Chợ dạo này bán đỏ không mấy chị? Dạ em thấy cũng ít người đi quá ha. Dạ. Sáng em thấy chị này hát hay lắm nè. Hòn câu chị. Mấy cô ở đây vui quá các bạn ơi. Bà bệnh.
có ai mua cá dồ thúi tôi. Chị Việt cô, nó thấy con cá sống mà. Ai mua chuột thúi tôi đâu. Chuột gì? Chuột bệnh viện luôn. Quá tài mấy cô luôn rồi. Ủa cô thương chuột mua cá dồ ba con đi. Cái dồ hồi sáng bây giờ chưa được một con nào đâu. Ủa cô này cũng bị nữa hả cô? Hai cô bị luôn. Dạ. Hai cô bị liễu. Dạ. Trời đất ơi. Mấy cô ở đây bị liễu cái chọc nhiều qua chọc lại. Dạ. Liễu cũng bị lây nữa hả cô? Lây chứ. Vậy hả? Ồ. Dịch điểm chết rồi. Trời ơi trời. Ủa vỏ có lây vỏ. Lên em qua đi. Hai người quýnh lộn coi. Mấy cô này nè mà đi đám cưới nhảy nhà chắc vui lắm nè. Nhảy bể gà. Chưa là dạ. Đơn cái là lên nhảy chứ không biết cái đường nào. Dạ. Thấy người ta nhảy cái nhảy theo luôn á mấy cô. Hả? Thấy người ta nhảy cái nhảy theo luôn ha. Ở người ta vừa đơn lên nhảy luôn. Dạ. À, cảm ơn mấy cô nha, cảm ơn chị. Dạ. Bên đây những cái sạp rau. Có cá đuối nữa nè các bạn, cá chép. À, mình đi dài ra phía sau ha, đụng cái đuôi của nhà làm nông sản đó. Bên đây có cô bán cá đô đồng đó. Cá thác lát nữa nè. Quay gì cô? Dạ con đi quay cảnh chợ quê á chú. Con quay YouTube. Dạ. Sáng nay đi chợ hả chú? Đi chợ kìa. Dạ. Chợ mua cá quá. Chợ đi đâu lên đây treo nổi. Mà không là không đi chợ tao lên đây. Cháu có đồ. Dạ. Quay đi, lại đây mua cá. Ở đây quay anh chú bạn. Dạ dạ, chở người yêu đi chợ nè. Đó. Bên đây có cô bán cá thác lát, cá đô nữa, cá đô đồng ngon quá nè, cá đô vàng tươi luôn nè các bạn. Cá lóc nữa, bán cá kìa cô ơi. Ở đây bán gạo. Ồ, bên đây em thấy có ếch đồng quá trời bự luôn nè. Chị ơi cho em xin quay con ếch cái nha chị. Trời con ếch nó bự nè các bạn. Quá trời bự luôn. Ồ nó bự. Bự bằng tay luôn. Bốn ngón tay á. Lâu lâu mới gặp được ếch đồng bự nè. Con này sống lâu năm lắm. Lương nữa. Cá trê đồng luôn. Cái này coi cá chài phải không chị? Cá dày. Dạ. Đó. Cá dày rồi cá trê đồng gặt luôn nè các bạn. Đây là cá lóc đồng. Rồi cho các bạn coi là con ếch nè. Em cảm ơn nha chị. Bên đây mình thấy thoáng chút xíu có người xong cái vắng luôn.
Đây cô bán gạo đây. Quay anh đi chợ luôn ha. Dạ. Đây là gạo vườn. Gạo này gọi là gạo cần nước nè. Gạo cần nước thơm đó. Dạ. Gạo cần ấm. Ồ cái này mà. Cái này mà chấm mắm kho là ngon lắm đó. Dạ. Dạ tại con không có gì nhà được, không có gì nhà hết con. Nhà con xa. Dạ. Con quay cảnh chợ quê cho bà con mình coi. Dạ. Bó 5.000. Dạ, 5.000 bó à. Giữa lò gàng một tí 15 ngàn. Dạ. 15 ngàn một tí. Giữa lò gàng con ngọt đây. Con cảm ơn nha con. Dạ. Giữa lò gàng một tí. Bây giờ có người đi lai gai nè các bạn. Bên đây có cô làm bánh kẹp nè. Đó. Bên đây là vú sữa lò ghèn. Đó. Đây cô đang là đổ bánh kẹp. Đây đi qua đây bên đây vòng qua bên chợ luôn các bạn ơi. Ở đây có cô bán bồn bồn. Bồn bồn này ở nhà trồng hả cô? Dạ. Nhìn nó trắng tươi đẹp quá hả cô? Dạ. Nó càng sâu thì càng trắng ha. Dạ. Dòn rượu luôn à. Ở đây chị bán hột vịt. Cánh chợ. Ồ, khu bên đây bán cá đồ nhiều lắm các bạn ơi. Bên đây gạo đắng nè, gạo đắng đây quá trời non luôn. Bên đây cô bán cá đồng, cá rô biển nè. Chị cho em xin quay mấy con cá xíu nha chị. Dạ. Đây cá rô biển. Ừ. Quá trời cá rô biển luôn. Dạ. Cá rô này chắc trong rừng U Minh hả chị? Dạ. Đây cá rô đồng nè các bạn. Quá trời cá rô đồng luôn. Bên kia là cá lóc và cá bóng tượng nữa. Lương nè. Chợ này thì bà con đồng bào Khmer mình cũng nhiều lắm. Em cảm ơn nha chị. Thì cá lóc đồng nữa nè. Dạ. Thì cá lóc đồng. Cá lóc này có ký á. Dạ. Ký mấy luôn hả chị? Cá đúng là ở trong rừng nó đang thui luôn. Bên đây cá rô.
Cái này chị bán có hai loại cá, cá nuôi chị để riêng đó, cá đồng để riêng nè. Dạ. Em cảm ơn chị. Bán mật đồ hải sản cũng tươi các bạn ơi. Ở đây có con cò nữa nè. Đây như một thao cò luôn. Cái này con cò phải không chị? Dạ. Đây cá lóc nhỏ nè, cá lóc nhỏ này gọi là cá lóc cứng á. Trời này người ta chạy xe vô luôn các bạn ơi. Cha này cũng lớn lắm. Không chỉ là một chục hai chục ngàn không? Không chỉ là một chục hai chục ngàn đi, bác ơi. Ở đây là khu cuối cùng phía sau nha. Để em đi vô bên đây xong cái chút xíu mình đi vòng qua cái đường bên đây các bạn. Đường bên đây bán cũng nhiều hàng lắm nè. Đây có bà khía nè các bạn ơi. Đó, bà khía. Da nước mắm hả chú? Da bà khía. Da bà khía hả? Đây là cái tụng bà khía. Dạ. Giao hàng tận nơi. Giao hàng tận nơi luôn. Bà khía là thường người ta bắt ở đâu chú? Ở biển ha. Bạn muốn mua bà khía thì chạy lại đây. Dạ. À, đây chú đi vào. Lẻ gì cũng có hết. Dạ, chú đi vào bà khía tặng chợ cho bà con luôn nè. Đây là vô của chú hả? À, dạ. À. Dạ, 40-50 kg gì cũng có hả chú? Dạ. Mà phải điện cho hay 1-2 ngày trước. Dạ. Chạy đi vô nữa chưa? Dạ. Ờ, bên kia là có mắm guốc nữa kìa. Dạ. Cho cô vô xin quay vài cảnh nha chú. Dạ. Đây mắm guốc nữa nè. Chào cô. Chào con xin quay mắm chứ nha cô. Dạ. Chợ thứ ba phía sau à. Cô chú bán mắm guốc rồi ba khía nữa các bạn. Ồ. Dạ con ở Tiền Giang. Cái này gọi là mắm gì cô? Con kênh của con là ống kính đó đây. Ống kính đó đây ạ? Dạ. Ờ thấy thấy đặt lên đó. Dạ, ống guốc khô cái. Đây là ống guốc nhiêu á. Ống guốc nhiêu này là ở này hả cô? Dạ. Có tên đi ống nhiêu đó cưng. Dạ. Cô đẹp, cô trang trí ớn nhìn đẹp quá nè. Dạ. Ở đây là mắm cá sặc. Guốc chua. Dạ. Mấy chua cái keo hồng hồng đó. Mấy cái keo hồng hồng này guốc chua hả cô? Nước. Dạ. Dạ. Quốc chua của chợ An Biên. Dạ. Quốc chua này thường chấm ăn sống đó. Dạ. Mấy cái này về mình có pha không cô? Pha lại. Phải pha lại hả? Dạ. Một keo vậy là bao nhiêu vậy cô? 55-30. Dạ, cô lấy cho con một keo nhỏ nhỏ này. Ngon lắm à. Ngon lắm hả? Ừ, chiều nay mà ăn thịt luộc nữa con heo đi. À, ít bữa nữa về qua chứ giờ chưa về. Dạ. Nhiều một keo đó là nhiêu cô?
50 đi, 50 đi, cặp bạn bè luôn. Lấy một cặp luôn đi. Ông giới dạ. Dạ. Khó mà. Giờ bữa đó kiếm đó. Dạ. Tiền chạy xuống ở đây tốt buồn khe. Mốt điện thoại cho cô ship không? Mua bên đó tặng xe băng bên đây luôn. Dạ. Nếu mà cô bình thường là cô bán là bao nhiêu một kèo? 30 ha. Dạ, hôm nay cô bớt cho mình luôn các bạn ơi. Cảm ơn cô chú nha. 30-60. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô chú. Tại vì mình cũng có ăn cái mắm guốc chua này qua rồi với các bạn, cho nên là mua ăn ở đây thử rồi có ngon không. Thấy cái quầy của cô chú cũng lớn và hấp dẫn nữa. Đây là phía sau cũng có những cái quầy cá đó. Phía sau đây cũng bán cá luôn. Ở sau này thì ít người đi lắm các bạn. Phía sau này có cô, mấy cô bán cá biển đâu nè. Dạ, ở đây cá biển nhiều quá. Dạ. Hải sản rồi, quá trời luôn. Đây phía sau này ít người đi quá mấy chị. Ồ, con cá đó là gọi là cá rúng hả chị? Cá rúng với cá bớp. Dạ. Cá cũng quá lớn luôn các bạn ơi. Cá nhám nữa. Đó. Ôi sao đi Nam đi. Em cảm ơn nha chị. Đây đây mực nè. Đó. Mực rất là tươi luôn các bạn ơi. À, vô tới trong đây là hết rồi. Mình ghé trái là mấy cái sạp thịt bò, thịt heo ha. Đây, trong đây là những cái sạp thịt bò heo. Thì sạp thịt bò heo thì mình không có quay cận cảnh được các bạn. Thì em vòng trái ga nha. Trong đây thì hơi tối. Em bé siêu nhí đi chợ nè. Trời ơi dễ thương quá trời luôn rồi nè. Mắc cỡ rồi. Mắc cỡ rồi. Đây giờ em đi chở ga mình ghé phải đi ha. em lỡ thâu vô hết trơn rồi. Dạ, tôi mới luôn.
bên này cá quá trời luôn nè, cá chốt đây, nguyên thao cá chốt luôn nè các bạn. Chợ này bán chuột cũng nhiều lắm, hay có mấy cô bán cá rồi chuột nữa. Dạ. À, tôm càng đây, chị không kêu em không thấy luôn. Tôm càng quá bự luôn hả chị? Cái này mình nuôi hay là ở ngoài hả chị? Ở ngoài. Dạ. Chứ sao cũng có, người ta nuôi cũng có. Dạ. Tôm càng 160 à. Ồ, con bự chảng gì mà có 160 vậy? Cái này như cái 5 con 1 ký. 5 con 1 ký luôn. Trời đất. Quá trời. Ký đi ha. Có 160 1 ký hả chị? 160. Trời sao mà rẻ dữ vậy trời. Tôm thẻ đó đi, 100 ngàn à cậu. Tôm này mà lên Sài Gòn nó 4-500 ngàn ký đó các bạn. Còn sống luôn đó chị. Sát. Dạ. Tàu con tôm nó bự nè các bạn. Cái càng nó dài nữa. Càng em ký hả chị? Có gạch luôn hả chị? Có. Ồ, con tôm nó bự nè các bạn. Cho con tôm lên TV luôn. Cái này bẻ không vô, không được. Bẻ cái càng không được luôn rồi. Nó đang gồng á. Con có gặp nha chị. Dạ không mà nè. Bẻ luôn, về ăn mà. Đúng không? Có mềm không? Mềm. Mềm ủng luôn á bác á. Đó, tôm lộn mấy con. Tôm lộn ngon lắm. Có xe phòng cháy chữa cháy đó. Ủa, xe này của ai vậy chú? Của nhà phòng cháy chữa cháy. Cũng phòng cháy chữa cháy luôn hả? Quá dữ luôn. Ủa, xe độc lạ. Cái này của nhà hay là của bên phòng cháy chú? Của nhà sắm sửa tạm để hỗ trợ luôn. À. Dạ. Chú chia sẻ cho con cái chức năng đó chú. Của thằng con. Thế hả? Quá độc lạ luôn. Cái này tới cái ao gì đó, cái mình kéo ống ra học với ao hả chú? Học xuống nước, cái này ống mình không có bồn. Dạ. Học xuống nước thôi. Dạ. Nhưng mà cái đường dây 5 cái nước là. Dạ. Cái này di động đi vô mấy con hẻm rồi ha. Dạ, vô hẻm rồi. Dạ. Có 2-3 chiếc còn nằm bên kia nữa kìa. Ồ, cũng linh hoạt chứ. 2-3 chiếc kia là chiếc 4 bánh. Có 4 bánh nữa. Dạ. Tự chế không hả chú? Chú muốn bánh nằm đâu chú? Đây hả? Quá dữ, tự mình bỏ kinh phí ra luôn hả chú? À, để hồi con lại đằng kia. Dạ dạ. Bốn bánh là cái dạng ô tô quá hả chú? Ô tô nhưng mà tự chế luôn. Dạ. Chỉ dùng những cái chuyện cấp bách ha. À. Dạ. Kia đi. Ồ, chiếc này quá dữ luôn, độc lạ luôn nè các bạn ơi. Đó chiếc hả? À, bên đó một chiếc cũng giống vậy luôn hả? Thôi, nó giống nhau là quay được một chiếc được rồi. Quá trời đèn luôn. Nào, nào là đèn 4-5 cái đèn luôn. Có hũ luôn à, có còi luôn à. Dạ. Này có hoạt động trận chiến nào chưa chú? Có nhiều trận rồi. Dạ. Quá dữ luôn rồi. Chiếc xe làm chiếc xe này kinh phí cỡ nhiêu chú? Vài chục à. Vài chục triệu ha, 30-40 triệu. Mà công nhà nó này là công nhà không á. Dạ. Ông có công thợ. Chắc nhà sửa máy hay sao mà mình chế ra được hay chú? Tự làm. Dạ. Chắc chế hay làm chứ. Dạ. Máy này là máy bơm ha. À, máy bơm. Dạ. Chìa khóa nè các bạn. Đó. Đó. Cũng ổn dành cũng nhỏ nó điều khiển cho tôi. Dạ. Nó hụ còi này kia nè, nhanh đèn này kia. Dạ. Còi hú quá. Dạ dạ. Dạ, chiếc kia giống nhau hả chú? Nó khác hơn như này. À, trong kia hơi tối. Trong đây cũng có một chiếc xe chữa cháy nè các bạn. Chiếc này à. Chiếc này 4 bánh nè. Quá dữ luôn. Đó, trong đây. Nói chung bà con ở đây tự chế ra cũng rất là hay luôn các bạn ơi.
À, bây giờ em đi ra nha, đi tiếp cái con đường này luôn. Đây hải sản rồi. Đây bán chả cá rồi cá muối xả. Muối xả nghệ rồi. Bên đây cũng có chị bán ba khía rồi mắm nữa nè. Bên đây trái cây rồi mắm. Đây bên đây có mảng cầu sim nè. Đó. Đây mảng cầu sim nè các bạn ơi. Mảng cầu sim này ông bà mình ngày xưa thích ăn lắm. Bây giờ những người lớn tuổi cũng còn thích cái mảng cầu này nữa các bạn. Ở đây thấy mấy cô cũng buôn bán cũng cực khổ lắm, cũng bưng xò thao bưng xịa đồ đi vòng vòng để mời khách. Bên trong đây là những cái sạp rau rồi sạp thịt đồ cũng rất là lớn này, nhưng mà chợ thì ít người đi. Đây bên đây có cô lặt nấm nè. Nấm gơm. Bên đây cô cũng có bán mảng cầu sim nữa. Đó. Dạ. Đây là rau củ nhiều lắm. Bên đây thì chú bán những cái loại dưa muối. Chào chú, cho em xin quay vài cảnh nha chú. Dạ, cái này là cà pháo muối. Đó. Bên đây là chú bán dưa kiệu nữa nè. Bên đây là dưa sen hả chú? Dưa món. Dạ, có củ sen đồ lộn xộn ha. Dạ. Bên đây là ba khía trộn rồi nè. Ba khía Cà Mau trộn. Dạ. Nhìn quá hấp dẫn luôn. Cảm ơn nha chú. Tới cái đây là đâm bên hông cái đường lúc nãy mình đi vô chợ rồi đó các bạn. Bên này bán nấm đây nè. Ra bên này là bên hông khu vực chợ lúc nãy mình đi vô rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vô cái cổng chợ Nhà Lòng Nông Sản xem bên trong đây bán cái gì nha các bạn. Trong đây thì hơi tối chút xíu. Trong đây thì hơi tối một chút xíu các bạn ơi. Này bán gạo, đồ gia vị rồi. Bên đây không có người đi luôn. Đây bán bánh trái rồi thịt heo đồ ở đây nè. Đó.
Dạ, vô quay chợ An Biên. Trong đây mấy chị bán thịt heo không đây? Dạ. Con ở Tiền Giang á con. Dạ. Quay chợ An Biên thứ ba cho bà con mình coi. Mà chợ cho thấy người bán thì nhiều. Người đi chợ thì ít chịu à. Dạ. Dạ, mấy cô mấy chị tập trung ngồi đây trò chuyện cho đỡ buồn luôn rồi nè. Rồi, cảm ơn mấy chị mấy con nha. Dạ. Có. Đẹp nhưng mà mấy cô mấy chị đẹp. Dạ, sáng ăn sáng đó cô. Dạ. Trong đây là không có người đi luôn. Rất banh luôn. Dạ. Tết bây giờ. Đây bên đây cô bán cá nàng hai nè. Rồi cái này là cua hay là cá cô? Cá. Chả cá luôn ha. Dạ. Đây bên đây cô bào qua nè. Cảm ơn hai cô nha. À, bên đây cô cũng đang bào cá thác lát luôn. Chào cô. Cô bào cá nàng hai. Dạ. Bào cá ảo hả cô? Dạ. Đây cô đang bào. Cá nàng hai thì mình bán nguyên con chứ không có bào hả cô? Bào luôn ha. Dạ. Dạ. À, cảm ơn cô nha. Đây cô bán mắm nữa nè các bạn. Dạ. Này bên đây cô cũng có bán chả cá nữa nè. Bỏ chợ hết trơn. Bán muốn bỏ chợ ly luôn hả cô? Bỏ chợ hết trơn, cá giờ bán được đồng bản nữa nè. Trời đất, trời. Dạ, ở đây cô có bán gắn nữa nè. Này gắn của cô bán luôn hả cô? Dạ. Có gắn hổ ngựa nữa các bạn ơi. Dạ. Ồ, dạ. Dạ, dở ra thử đụng cô. Nhảy à? Nhảy à? À, gắn hổ ngựa nó không dữ ha. Gắn hổ ngựa nó nhanh lắm các bạn. Chỉ gắn ngũ hành, gắn trung thì nó chậm hơn. Có 60 ngàn một cái, mỗi cái 60 ngàn nha mấy chị. Dạ. Đầm bữa nay đủ màu, đủ sắc, đủ size, đủ. Cảm ơn cô nha. Gỡ cho chị em mình tự tay, mà lỡ tự tay mà chọn trên dưới trong ngoài tất cả đều đồng giá 60 ngàn một cái, một cái. Anh bán quần áo, anh đi vô đây để kiếm khách luôn nè. Chưa mua thì ghé vào mà mua, các chị em nào chưa lựa thì ghé vào mà lựa, chỉ có 60 ngàn một cái 60 ngàn. Bữa nay khởi mai khởi cắt 60 ngàn một cái đầm luôn. Tiền vải tất cả đều đồng giá đầm 60 ngàn một cái 60 ngàn nha mấy chị. Đầm 120 nay đang bán số 60 ngàn một cái 60 ngàn nha mấy chị. Giờ này là trưa rồi nè các bạn. Mọi người cũng đi chợ ít rồi. Còn cái khu cánh bên đây là người ta bán từ sáng tới chiều luôn. Chợ chiều của chợ An Biên thì cũng sẽ nhóm thêm một buổi chợ chiều nữa đó. Còn buổi trưa thì bán lai gai thôi. Dạ. Dạ. Ở đây là phía trước chợ thứ ba An Biên nè các bạn. Ở đây là sông Xẻo Gô ha, kênh sáng Xẻo Gô. Ở đây thì cũng còn đò. Ở đây có cô đưa đò, đưa qua đưa lại cho bà con đi chợ. Mỗi một chuyến như vậy là mỗi một người được 2.000 đó các bạn. Hướng đằng kia thì cũng có cái chiếc cầu thứ ba nữa. Nhưng mà đi vòng thì hơi xa, mấy cô đi chợ thì băng qua đây thì nó tiện hơn. Mỗi lượt vậy thì 2.000.
Dạ, video về chợ An Biên, chợ thứ ba An Biên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang của em ngày hôm nay xin được phép tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian chị em đi chợ thứ ba An Biên ngày hôm nay nha. Hy vọng video ngày hôm nay mang lại một trải nghiệm cũng như là những hình ảnh kỷ niệm cho cô chú, anh chị, các bạn xa quê hương. Đó, các bạn gần xa, đặc biệt là các bạn cũng chưa có dịp đặt chân đến đây, có thể tham quan chợ An Biên qua video này của em. Các bạn yêu quý kênh, vui lòng cho em một like, bình luận và đăng ký kênh để làm động lực em chia sẻ nhiều video hơn nữa cho các bạn xem. Em xin chào và hẹn gặp lại.